Xin chào các bạn, mình Lê Văn Lộc đây và mình vừa mới tắm rửa xong, mình cảm thấy rất là sảng khoái, tinh thần sảng khoái, thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái bài học mà mình đang suy ngẫm, và mình muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện ngụ ngôn mà do mình tự nghĩ ra, mình nảy sinh ra trong cái tư tưởng của mình, để mình muốn chia sẻ một cái bài học này dành đến cho các bạn trong cuộc sống. Và câu chuyện này mang tên là hai con chó và hai con trâu, hai con trâu và hai con chó. Thì các bạn sẽ nghe mình kể nhé. Câu chuyện được bắt đầu như sau. Thì có một cặp vợ chồng kia có hai thằng con trai. Một ngày ông chồng nói với bà vợ rằng là hai thằng con mình giờ đã lớn rồi, nhà mình ruộng đất thì nhiều, cấy mãi không hết. Bây giờ con trai đã lớn rồi, chúng ta nên mua thêm một con trâu nữa để cho hai thằng thay nhau mà cày cấy, thì tốc độ cày cấy sẽ nhanh hơn để cho đỡ vất vả hơn. Và vợ thấy ý kiến của ông chồng rất là hay, thì sáng ngày hôm sau hai vợ chồng tìm mua một con trâu. Khi mua được con trâu rồi thì giao cho thằng em để đi cày, và đến đầu mùa gặt, hai anh em dắt trâu đi cày. Trước đây chỉ có người anh cày một mình thôi, nhưng mà bây giờ có thêm người em cày theo. Người anh rất là vui mừng và thấy em mình làm mệt nhọc thì tốc độ làm nhanh hơn để làm giúp đỡ thay cho em nữa, và công việc tăng tốc rất là nhanh, bởi vì hai con trâu mỗi con một nửa cánh đồng nên là làm việc rất là, và cặp vợ chồng thấy rằng kết quả sau khi mua thêm con trâu tăng lên gấp 4 gấp 5 lần. Nhưng một ngày kia ông chồng lại nói với bà vợ rằng nhà mình giờ bữa nào cũng ăn cơm thừa rất là nhiều, đồ ăn xương sẩu cũng như là cơm thừa, thì nhà lại chỉ có một con chó. Người chồng thiết nghĩ sẽ mua thêm một con chó nữa. Khi nói chuyện với người vợ, người vợ nghĩ rằng có lẽ phải mua thêm một con chó nữa để nó ăn bớt đi những cái thức ăn thừa trong gia đình. Thì ngày hôm sau bà vợ lên chợ và mua một con chó về. Vậy là từ lúc đó gia đình ông có hai con chó. Con chó thứ hai được mua về thì nhỏ hơn con chó thứ nhất, cho nên cứ đến mỗi lần đến bữa cơm ăn, con chó to là con chó cũ vốn đã ở gia đình lâu năm luôn luôn bắt nạt con chó bé mới về. Đến giờ ăn nó một mình độc chiếm cái bát ô tô cơm đó, không chia phần cho con chó con, không chia phần cho con chó mới đến ăn cùng, nó ăn một mình. Ngày hôm sau bà chủ nhà thấy con chó này thật ích kỷ, thì bà san ra làm hai bát cơm, bát cơm to cho con chó cũ, cho con chó to, và một bát cơm nhỏ cho con chó mới là con chó nhỏ. Mỗi lần đến giờ cơm, con chó to đang ăn bát cơm của mình nhìn thấy con chó nhỏ ăn bát cơm của nó thì lại chạy sang ăn bát cơm của nó. Con chó nhỏ sợ quá lại chạy đi, rồi con chó to ăn một miếng tại bát cơm của con chó nhỏ rồi lại chạy sang ăn bát cơm của mình, để tránh cho con chó nhỏ không chạy sang ăn bát cơm của mình. Và con chó to cứ làm như vậy, chạy sang ăn bát cơm của mình rồi lại chạy sang ăn bát cơm của con chó nhỏ. Nó ăn một lúc cả hai bát cơm mà không cho con chó nhỏ ăn. Một lúc sau bà chủ nhà thấy con chó to thật là ích kỷ, bà lấy xích và xích nó lại cách xa một đoạn với con chó con. Và con chó to rất là hậm hực, cứ vừa ăn vừa sủa cho đến khi ăn hết bát cơm rồi nó vẫn sủa, và sủa rất nhiều cho đến khi con chó nhỏ ăn xong bát cơm thì thôi. Một thời gian sau, khi con chó nhỏ lớn lên và trưởng thành to như con chó to, con chó to lúc này nhìn thấy đối thủ của mình đã lớn lên rồi và không để cạnh tranh với con chó to được nữa, nhưng mỗi lần khi ăn nó luôn gầm gừ và hậm hực rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là hai con trâu làm việc kết quả sẽ tăng lên, và chúng tranh nhau làm việc kết quả tốt hơn, và hai con trâu làm việc nó yêu thương nhau nhiều hơn, bởi vì chúng nó gánh vác cái gánh nặng cuộc đời cho nhau, gánh nặng được xẻ đôi, thì hai con trâu trở nên yêu nhau, thì hai con trâu trở nên thân và quý nhau. Nhưng hai con chó thì là một con đến để giành ăn của một con khác. Điều này xảy ra có nghĩa là gì? Điều này xảy ra là bởi vì con chó kia trước đây một mình nó một bát ô tô cơm, nay phải chia sẻ nên nó không chịu được. Trước đây một mình nó độc chiếm tất cả mọi thứ quyền lợi thuộc về nó, nhưng nay có thêm một con chó nữa, nó phải chia sẻ cái phần của nó cho con chó đó, và nó cảm thấy rất là bực mình. Điều này cũng áp dụng trên với con người của chúng ta. Nếu như chúng ta đến
với cuộc đời của một người nào đó, ta đến gần với người nào đó, sống trong một cái cộng đồng nào đó, sống trong một cái nơi nào đó, và chúng ta đến đó, chúng ta ở trong cái cộng đồng đó mà chúng ta biết chia sẻ, biết gánh vác cái công việc, biết gánh vác cái gánh nặng của người khác, thì người ta sẽ yêu mến bạn, sẽ gần gũi bạn, sẽ cảm thấy bạn đến là để giải quyết những công việc, để mang đi những nan đề cuộc đời của họ, thì họ sẽ yêu mến bạn. Nhưng mà ngược lại, nếu như bạn đến một cộng đồng nào đó mà người ta đang rất bình yên, đang rất tốt đẹp, mà bạn đến tạo nên một gánh nặng cho người ta, tạo nên một sự san sẻ, một sự mất đi quyền lợi, bớt đi quyền lợi cho người ta, thì các bạn nên đánh giá mối quan hệ của mình, tất nhiên là sau này khi bạn hoạt động tại môi trường đó, bạn làm việc trong môi trường đó, bạn sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành hơn, bạn sẽ tài giỏi hơn. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là quyền lợi. Khi các bạn càng lớn lên trong môi trường đó thì quyền lợi của cái người vốn dĩ gốc ở đó họ càng ngày càng dần càng mất đi. Trong cuộc đời này ai cũng muốn giữ quyền lợi cho mình, ai cũng muốn quyền lợi của mình ngày càng tăng lên chứ không bao giờ muốn quyền lợi của mình mất đi. Và khi bạn đi vào một môi trường khác để tạo dựng quyền lợi cho mình, để lấy được quyền lợi cho mình, thì có nghĩa là bạn đang lấy đi quyền lợi của người khác. Điều này có nghĩa là sẽ có một sự tranh cạnh, sẽ có một sự ganh ghét nổ ra. Lộc đã trải nghiệm cái điều này trong cuộc đời của mình. Khi Lộc đến một cái chỗ công ty này làm việc, đến một cái chỗ phân xưởng làm việc, đến một cái chỗ này chỗ kia có những anh em này làm việc, và đến được vài ngày Lộc cảm thấy là có những người khác họ nhìn thấy Lộc, họ không có yêu mến Lộc. Sau khi Lộc mới nghĩ ra, đêm về Lộc mới nằm và suy nghĩ, thì Lộc mới hiểu được rằng là mình đang có những cái tố chất tốt hơn người ta, và mình đến nơi đó người ta sẽ bị mất việc. Mình đến nơi đó người ta buộc sẽ không làm nhiều bằng mình, sẽ không làm giỏi bằng mình, người ta sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là cái cảm xúc của con người khi nhìn thấy mình làm là người mới đến mà lại làm tốt hơn người khác, thì họ sẽ có những cái phản ứng rất là ác cảm với mình. Có một số người đấy thì họ trưởng thành hơn, họ lớn tuổi hơn đấy, thì họ xin nghỉ làm bởi vì họ thấy mình làm nhiều việc quá, mình làm nhiều việc đó, làm hết phần của họ, và họ xin nghỉ làm bởi vì mình đang đụng đến quyền lợi của họ, đang làm mất dần đi cái quyền lợi của họ theo tháng ngày. Và họ biết rằng là có mình rồi, có mình trong công ty đó rồi, có mình trong phân xưởng đó rồi, có mình ở cái đội đó rồi, thì những người ở trong đội đó đang bị mất đi quyền lợi vốn cũ của họ, cho nên họ xin nghỉ việc, họ xin thôi việc. Và khi mà Lộc về, Lộc nghĩ rằng là mình cảm thấy rất là áy náy, mình rất ăn năn về cái điều này, bởi vì mình là một người trai trẻ đấy, mình thường không có tính khiêm nhường, mình thường có tính sốc lỗi, mong ước kiếm được nhiều tiền. Lúc tuổi trẻ mình mong ước là mình sẽ tài giỏi người khác, và mình luôn luôn chứng minh người khác là người mình giỏi hơn người ta. Nhưng mà điều này nó lại mang đến một cái họa, đó là mình đang khiến những người khác ghét mình, mình đang cướp đi quyền lợi của người, mình cướp đi quyền lợi của người khác. Nên trong cái bài học này, Lộc muốn chia sẻ và muốn khuyên các bạn là các bạn chuẩn bị bước vào một công ty đó làm việc, hay là các bạn đến một cái nơi nào đó này làm việc, bước vào trong một đội nhóm nào đó, trong cái mối quan hệ đội nhóm, các bạn phải nhớ các bạn đến nơi đó là để chia bớt gánh nặng cho họ, chứ không phải là đến để cướp đi quyền lợi cho họ. Đừng đến để cướp đi quyền lợi cho họ. Tất nhiên là bạn tốt hơn người ta, bạn giỏi hơn người ta, bạn tuyệt vời hơn người ta, nhưng đừng làm mất lòng người ta, bởi vì miếng cơm manh áo người ta đừng động vào, miếng cơm manh áo của người ta đừng lúc nào cũng châm chọc, lúc nào cũng chỉ trích, lúc nào cũng nói là người đấy không bằng tôi thế này thế khác, thì bạn sẽ chuốc họa vào thân đấy. Bạn là người mới đến, lên học cách khiêm nhường, có những việc biết phải giả vờ như là không biết, để cho mình không làm mất đi quyền lợi của người khác, mình sống không chỉ là làm lợi cho mình mà còn làm lợi cho cả người khác nữa. Phải để cho cộng đồng của mình còn sống mấy, đúng không? Chúng ta kiếm tiền thì kiếm vừa đủ thôi, để người khác còn kiếm mấy. Chúng ta kiếm tiền, kiếm hết tiền của người khác thì nó sẽ mang đi một cái nó sẽ mang đi một cái tình cảm, sẽ mất dần đi, tình cảm mất dần đi. Chúng ta là người mới đến, hãy tỏ ra ngốc nghếch, khờ khạch một chút, hãy làm việc chăm chỉ, xia bớt đi gánh nặng cho họ. Đừng cố gắng tỏ ra mình thông minh, tỏ ra mình tài giỏi, không làm những cái việc đó rồi chiếm lên những công việc tốt hơn, chiếm lên những công việc nương cao hơn, chiếm lên đi cái quyền lợi, cái chiếm đi cái miếng cơm manh áo của người ta. Cố gắng bao nhiêu năm, học hỏi bao nhiêu năm, tích lũy bao nhiêu năm, đi làm bao nhiêu năm người ta mới đạt đến vị trí đó, nhưng mình đến mình đã có cái tài để mình cướp đến người ta, thì rất là hỏng việc, rất là hỏng việc.
rất làm việc, và cái điều thiệt thòi cho những người như vậy trải qua cái cuộc đời mà Lộc phải trải qua, thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn cái điều thiệt thòi đấy, đó là mình rất khó thành công trong cuộc sống, mình rất khó thành công trong cuộc sống. Người thành công trong cuộc sống ấy, không phải là người rất giỏi, không phải là người rất tài. Người thành công trong cuộc sống ấy, là người biết mang lại lợi ích cho cả người khác nữa. Thì mình cảm nhận được cái điều này và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn hãy nhớ hai con chó và hai con trâu. Hai con trâu chia sẻ gánh nặng với nhau thì con trâu yêu con trâu. Đúng. Con trâu thì ăn cỏ ngoài đồng cỏ đấy mà giờ mới hết được, đúng không? Cánh đồng cỏ bao la nó ăn đến mà giờ mới hết được, đúng không? Nên là nó chia sẻ công việc với nhau rất dễ dàng, đúng không? Quyền lợi không bao giờ bị mất đi, bởi vì quyền lợi trong cái công ty này quá nhiều. Công ty này như một cái mỏ vàng, các bạn đào làm sao hết vào vàng được, đúng không? Nên là các bạn cứ đến và làm việc cật lực như hai con trâu, đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn rơi vào trường hợp hai con chó, cái công ty này cái miếng bánh, cái miếng ăn của nó chỉ có ngần đấy hoặc là nhiều hơn một chút mà thôi, mà các bạn đến để giành giật với người khác, để giành giật với người khác, thì chúng ta không nên bước vào công ty đó. Các bạn làm khoảng tầm một tháng thì tốt nhất nên chia tay công ty đó và đi tìm một cánh đồng tuyệt vời để mình trở thành một người đi chia sẻ gánh nặng cho người khác, chứ không phải là đi lấy cái quyền lợi của người khác. Thế nên là rất nhiều người cứ nói với Lộc là tại sao tôi đi làm là cứ có những người khác canh ghét tị lạnh với tôi, luôn luôn có những người khác rẻm chê tôi, chê bai tôi, rồi là các loại thứ rồi là áp lực vào tôi, cách này vào tôi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đến để cướp đi quyền lợi người khác. Và bạn đến cướp đi quyền lợi người khác, các bạn rơi vào trường hợp của hai con chó giống như Lộc đã từng rơi vào, đúng không? Hai trường hợp đó. Bạn cứ nhà bạn mà cứ nuôi chó mà xem, các bạn cứ nuôi chó mà xem, các bạn sẽ thấy là đến mua một con chó này nuôi một năm rồi, xong một năm sau bạn mua thêm con chó nữa mang về, bạn sẽ thấy là hai con chó này khi ăn nó sẽ gầm gừ với nhau. Con chó to sẽ bắt nạt con chó bé. Bạn cứ để ý mà xem, người đến trước sẽ bắt nạt người đến sau. Ai? Xã hội là như vậy, con người là như vậy, bản năng là như vậy. Các bạn nên sống khôn khéo trong cuộc đời này. Và đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn. Và chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống và gặt hái thật nhiều những điều tốt đẹp và trở thành người vĩ đại hơn. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn nhiều.